Trời ơi. Tiền nè. Hả? Tiền đâu? Nè. Tiền gì vậy? Đưa vô ông nội đó, chứ không phải đơn xài đâu mà ham. Trời. Sao hôm nay có vụ hùng tiền ở đám giỗ nữa trời? Thì đám giỗ ông nội, mình góp được như mình góp, cái đầu tự nhiên. Lát nữa qua đưa cho mẹ, nói là mình hùng cho mẹ vui nghe không? Em đưa nhiều? 1 triệu đó. Gì? Ừ. 1 triệu hả? Trời, bây giờ mà anh mà cầm 1 triệu qua cho mẹ, mẹ chửi anh mang nhục luôn á. Mẹ em nhìn anh như thế nào em biết mà. Em có ngờ em đi mình đi. Anh không đi đâu. Rồi anh nghèo chứ anh không có hàng. Anh không có muốn cho ai mà khinh thường anh như vậy đâu nha. Nè, đó, cầm thêm 200 nữa đi. Mua trái cây đem vào bển. Vừa có tiền vừa có trái cây chắc được rồi đó. Em chỉ lo được vậy thôi á. Thôi, em gái của em là đại gia đó. Thế nào cũng cho mẹ cái trục sắp á. Chứ không bây giờ anh đưa qua 1 chai 2 cho mẹ, chia cho mang nhục với em. Ừ thì đúng rồi. Con Hân á, nó đem qua cho mẹ 1 chục chai. Tại vì chồng của nó là đại gia, hiểu không? Còn em vừa nuôi chồng vừa nuôi con nữa, lấy đâu ra 1 chục chai? Nếu mà muốn á thì tự đi làm kiếm thêm tiền đi. Nè, em đừng có nói gì mà khiêu khích tôi đi làm nha. Tôi không có ngu đâu. Ở nhà vậy cho nó khỏe. Chứ tôi nghèo chứ tôi không có hàng đâu nha. Ê, chưa nói hết mà đi đâu vậy? Đi qua nhà mẹ chứ đâu. Anh á tranh thủ qua lẹ đi. Thôi mẹ la luôn 2 đứa giờ á.